Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đông đảo lực lượng dân công hỏa tuyến từ các tỉnh liên khu 4 trở ra đã tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Bằng ý chí sắt đá, sự kiên cường và sức sáng tạo, dân công hỏa tuyến đã lập nên những kỳ tích anh hùng, biến những phương tiện thô sơ thành những phương tiện vận tải tối ưu để cung cấp kịp thời vũ khí, lương thực, phục vụ chiến đấu, góp phần viết nên trang sử vàng Điện Biên Phủ. Những chiếc xe đạp thổ được sử dụng trong kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là do người Pháp sản xuất và đem theo sang Việt Nam. Nhờ sự thông minh và sức sáng tạo tuyệt vời, lực lượng dân công hỏa tuyến đã cải tiến chiếc xe thành phương tiện vận tải cơ động phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Phải cảm phục anh em người Thanh Hóa này. Nó lái rất là nặng, hai bên hai tải đây, về phía trước là một tải. Bằng cái cách là tức là khi bắt đầu nó xuống trên dốc xuống để mà vượt qua cái suối này đó là phải một người kéo đằng sau, hoặc mà xe mà nặng thì hai người kéo đằng sau, còn người đằng trước là lái cho bằng được. Khi bắt đầu mà xe xuống đến cái chỗ mà bên phải rồi thì lại họ lại cùng nhau họ đẩy lên cái dốc, lên cái chỗ đường, khi đấy thì mới đi được. Mà cứ phải như thế, cứ lớp này đi cái thì lớp khác, người này đẩy xe lên cái thì bắt đầu lại người khác lại chạy quay trở lại đẩy xe. Một bên đêm chứ không phải bên ngày, không thấy nhau nhưng mà họ vẫn a vô họ đẩy rất là khỏe. Tất cả các tỉnh, rồi các tỉnh ở trên Lào Cai xuống, rồi của bên các huyện miền núi xuống nữa, có cả thuyền ở dưới sông á, thì thuyền bốc hàng lên đến cái trạm suối rút, rồi là ô tô chở đến, rồi là xe ngựa chở hàng. Thế là do đó là vấn đề giống như một ngày hội, mà tối thì lại đuốc lại thắp sáng giống ngày hội đi. Thế thì cuối cùng là anh em thì cũng là vừa đi với một cái tinh thần là làm sao đưa hàng tới đích cho nhanh và đảm bảo vấn đề cho chiến trường có đủ lương thực để mà ăn no đánh to và thắng lớn. Suốt thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, từng đoàn dân công hỏa tuyến với xe thồ, gánh bộ, ngựa thồ hay sử dụng bè mảng, mang theo vũ khí, lương thực, thuốc men, vượt hàng trăm km đường núi cao, đèo sâu vào mặt trận. Trong gian khó và hiểm nghi suốt dọc tuyến lửa, đã xuất hiện những kiện tướng vận tải bằng phương tiện thô sơ chưa từng có trên thế giới, như kiện tướng xe thổ Ma Văn Thắng, dân công tỉnh Phú Thọ, lập kỷ lục vận chuyển trên 3,5 tạ một chuyến. Cao Văn Tị, dân công tỉnh Thanh Hóa, vận chuyển được 3,2 tạ một chuyến. Riêng chiếc xe cút kít của dân công Trịnh Đình Bầm, tỉnh Thanh Hóa, vận chuyển đến 2,8 tạ một chuyến. Cái xe đạp thổ hay là của Thanh Hóa này, cái xe cút kít của cụ Trịnh Đình Bầm đấy. Tôi với tư cách là một cái anh làm các bộ nghiên cứu lịch sử quân sự thì tôi có cái liên tưởng cảm giác nó là một cái nó như là một cái biểu tượng của tinh thần ý chí của người Việt Nam. Cái tiền ý chí đây, đây như là Thủ tướng Pháp nói là không phải cái gì đó đã đánh bại tướng Nava, mà chính những chiếc xe đạp thồ 230 kg mà được đẩy bằng sức người, thế chính những cái đó là đã đánh bại tướng Nava. Tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, trong số trên 260.000 dân công của cả nước huy động phục vụ chiến dịch, có 33,3 nghìn lượt dân công hỏa tuyến với 21 nghìn xe đạp thổ. Chỉ bằng sức người và phương tiện vận tải thô sơ, lực lượng dân công đã cùng vận tải cơ giới đưa được trên 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ là nơi tôn vinh các cái giá trị lịch sử của một chiến thắng đã từng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nơi đây còn lưu giữ được rất nhiều những tư liệu và hiện vật quý, và trong đấy thì không thể không nhắc đến chiếc xe đạp thổ và chiếc xe cút kít, một trong những phương tiện thô sơ nhưng thể hiện cái sức sáng tạo và ý chí của quân dân Thanh Hóa nói riêng và quân dân cả nước nói chung. Một học giả Pháp đã từng phải thừa nhận việc đánh bại tướng Nava không phải bởi phương tiện hiện đại mà bằng sự thông minh và ý chí của đối phương. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, lực lượng dân công nói chung và dân công hỏa tuyến nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.